Thưa quý vị, trà sữa là thức uống phổ biến được rất nhiều bạn trẻ ưa chuộng, đặc biệt là trong những ngày hè oi bức hiện nay. Trong đó thì trân châu được xem là nguyên liệu không thể thiếu để tạo nên hương vị cho loại thức uống này. Và trên tay của tôi lúc này chính là một túi trân châu trắng có đầy đủ nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ và chỉ tiêu công bố về chất lượng của sản phẩm. Chắc hẳn là với thông tin đầy đủ như vậy thì quý vị sẽ yên tâm và chọn mua đúng không ạ? Thế nhưng chất lượng có đảm bảo hay không thì kiểm nghiệm mới xác định được. Và mới đây, đội quản lý thị trường số 11 của Quản lý thị trường Hà Nội đã phối hợp với cơ quan chức năng trên địa bàn tiến hành lấy mẫu và kết quả kiểm nghiệm cho thấy là phát hiện nhiều nguyên liệu pha chế trà sữa chứa chất bảo quản vượt ngưỡng giới hạn so với tiêu chuẩn mà cơ sở tự công bố. Bất ngờ tiến hành kiểm tra đại lý chuyên phân phối các nguyên liệu dùng để pha chế trà sữa trên địa bàn phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, cơ quan quản lý thị trường đã lấy mẫu một số sản phẩm thạch dừa, trân châu tươi, trân châu ba quy để giám sát chất lượng khi lưu thông trên thị trường. Các sản phẩm này đều do công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Hạnh Food có địa chỉ tại thôn Bình Phú, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên phân phối có hóa đơn chứng từ và bản tự công bố về chất lượng sản phẩm. Vậy nhưng có thực sự khiến người sử dụng yên tâm hay không thì lại là một câu chuyện khác. Đoàn kiểm tra tiến hành lấy 6 mẫu thạch trân châu các loại để căn cứ vào cái phiếu kiểm định chất lượng của Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia. Thì toàn bộ 6 mẫu thực phẩm trà trân châu, thạch trân châu trên thì đều có cái chỉ tiêu là chất bảo quản benzonat vượt quá cái chỉ tiêu so với công bố của doanh nghiệp và cũng vượt quá cái công bố của theo cái thông tư 24 của Bộ Y tế. Cá biệt riêng mẫu thạch dừa ba quy có hai chỉ số chất bảo quản natri benzoat và kali sorbat đều vượt ngưỡng hơn 2 lần so với hàm lượng mà cơ sở sản xuất tự công bố. Natri benzoat thì có thể có ngay nguy cơ gì dị ứng gây ra chứng tăng động của trẻ con, và cái thứ ba nếu mà dùng phối hợp với vitamin C hoặc thực phẩm nó có sẵn vitamin C và kali benzoat thì nó sẽ dễ điều kiện tạo ra một cái chất gây ung thư là benzen. Thế và một vấn đề nữa là dùng có thể gây viêm nếu mà quá liều, ví dụ như viêm toàn bộ cái hệ thống đường tiêu hóa của cơ thể. Sau khi có kết quả kiểm nghiệm, đại lý này đã bị xử phạt 48 triệu đồng vì hành vi buôn bán thực phẩm không đúng với tiêu chuẩn công bố, đồng thời phải thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm thuộc các lô hàng sản xuất bị phát hiện vi phạm. Khi có kết quả kiểm nghiệm về chất lượng xong thì làm quay lại làm việc với cơ sở thì cơ sở đã cũng đã bán theo lời khai của cơ sở đã bán trực tiếp cho người tiêu dùng. Hiện cơ quan quản lý thị trường đang tiếp tục làm việc với doanh nghiệp sản xuất để điều tra, truy xuất cửa hàng nào, đại lý nào đã phân phối, tiêu thụ số nguyên liệu pha chế trà sữa không đảm bảo an toàn thực phẩm kể trên để giám sát thu hồi, xử lý theo quy định. Vụ việc lần này một lần nữa cảnh báo với người tiêu dùng về chất lượng của sản phẩm trà sữa trên thị trường hiện nay. Vì qua các đợt kiểm tra lấy mẫu định kỳ trước đó, cơ quan an toàn thực phẩm đã nhiều lần phát hiện một số mẫu trà sữa thành phẩm có chứa độc tố nấm men mốc, các chỉ số vi khuẩn hiếu khí và coliform đều vượt quá ngưỡng cho phép. Từ 15 giờ ngày hôm nay mùng 1 tháng 8, giá các mặt hàng xăng dầu bán lẻ đã tiếp tục được điều chỉnh giảm lần thứ tư liên tiếp. Đáng chú ý là trong kỳ điều hành giá xăng dầu bán lẻ lần này thì giá dầu diesel được điều chỉnh giảm mạnh nhất ở mức là 950 đồng một lít và có mức giá bán lẻ mới là 24.000 đồng mỗi lít. Tiếp theo là xăng E5 RON 92 giảm gần 450 đồng, xăng RON 953 giảm gần 470 đồng một lít. Nhìn vào biểu đồ này thì có thể thấy là sau 4 lần điều chỉnh giảm giá xăng dầu liên tiếp thì so với hồi cuối tháng 6, hiện giá mỗi lít xăng RON 95 đang rẻ hơn khoảng gần 7.300 đồng mỗi lít và dầu diesel cũng đã giảm hơn 6.100 đồng mỗi lít. Mức giá xăng dầu hiện nay đã về mức giá hồi tháng 2 vừa qua.